Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản giao Sở Lao động Thương binh Xã hội trà soát tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh các nội dung về tăng cường công tác quản lý đối với trẻ em, người lang thang xin ăn và đối tượng cần bảo vệ theo đề xuất của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, báo Sài Gòn Giải Phóng đã có nhiều tin bài phản ánh về tình trạng người lang thang ăn xin xuất hiện trên nhiều tuyến đường gây phản cảm và làm mất trật tự an toàn giao thông. Trong các kiến nghị, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất công bố và triển khai sâu rộng đường dây nóng của thành phố về việc tiếp nhận thông tin liên quan tình trạng trẻ em, người lang thang xin ăn và các đối tượng cần bảo vệ, có cơ chế tiếp nhận, xử lý thông tin chính xác kịp thời.